phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo đã bước sang ngày thứ 19, tức là tuần thứ 5. Tại buổi xét xử này, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, tức là cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, và bị cáo Nhàn tự bào chữa bổ sung sau khi viện kiểm sát đối đáp. Luận tội, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đỗ Thị Nhàn tù chung thân vì nhận hối lộ 5,2 triệu đô la của Trương Mỹ Lan thông qua cựu tổng giám đốc SCB là Võ Tấn Hoàng Văn. Theo luật sư, quan điểm của viện kiểm sát nói là bị cáo Nhàn là trưởng đoàn thanh tra, biết rõ tình trạng SCB dạng kiểm soát đặc biệt nhưng không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra là suy đoán không có lợi cho bị cáo. Hơn nữa, không thể suy luận bị cáo Nhàn bàn với Võ Tấn Hoàng Văn để đưa ra phương pháp đối phó việc phát hiện thanh tra. Bị cáo Nhàn đã đưa ra 3 báo cáo nói về thực trạng SCB, luật sư nói. Về lý do bị cáo Nhàn gặp bị cáo Trương Mỹ Lan, lời khai các bị cáo đã chỉ rõ để nêu thực trạng của SCB, yêu cầu bán tài sản, sớm ra kết quả thanh tra. Viện kiểm sát đưa kết luận bà Nhàn biết rõ thực trạng nên đã gặp bà Nhàn thông qua Văn. Nhàn nhận tiền để bưng bít sai phạm. Cáo trạng này mang hướng suy luận, không đủ căn cứ chứng minh, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói. Về hai tình tiết tăng nặng mà viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn gồm hành vi che giấu thực trạng SCB, che giấu thủ đoạn để nhận tiền, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo. Nội dung này được sử dụng như một thủ đoạn để làm trái công vụ. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Nhàn tiếp tục cho rằng trong vụ che giấu thực trạng yếu kém của SCB thì bị cáo Nguyễn Văn Hưng, tức là cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, mới là người chủ mưu. Bị cáo Nhàn chỉ nhận chỉ đạo từ Hưng rồi truyền đạt lại cho cấp dưới nên không thể nói bị cáo Nhàn là chủ mưu. Bào chữa bổ sung, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho rằng kết luận viện kiểm sát làm bị cáo rất hoang mang, lo lắng, đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh, điều kiện bị cáo phạm tội, áp dụng biện pháp có lợi cho bị cáo. Về mối quan hệ với cựu tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn, bị cáo Nhàn trình bày là do quen biết Võ Tấn Hoàng Văn từ năm 2009. Bị cáo Nhàn cũng bác bỏ lời khai trước đó của Văn, cho rằng quen con trai của bị cáo. Văn khai chỉ chơi với con của bị cáo là sai. Bị cáo quen Văn từ năm 2009, lúc đó con bị cáo là sinh viên năm nhất thì làm sao chơi, bị cáo Nhàn nói. Bị cáo Nhàn cho rằng việc tặng quà là bình thường trong cuộc đời, tặng qua tặng lại. Chẳng hạn như việc Văn tặng cho bị cáo hồ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Bị cáo Nhàn nói thêm Văn mang thùng xốp đến và nói là tặng quà cho bị cáo, không biết bên trong thùng xốp là tiền. Lần tiếp theo, Văn cũng mang thùng xốp đến và nói nhờ bị cáo nhận giúp để nhân Văn còn đi ra sân bay. Vì chơi với Văn đã lâu và tin tưởng nên bị cáo đưa mật khẩu cho Văn để bỏ thùng xốp vào nhà. Khi biết trong thùng xốp là tiền, bị cáo đã nhiều lần trả lại nhưng Văn không nhận và nói chị đừng làm khó em và làm khó mình. Sau đó Văn lại tiếp tục mang tiền đến nhưng bị cáo từ chối và có lời khiếm nhã với Văn. Bị cáo cũng dặn bảo vệ không cho ai đến nhà khi bị cáo kêu cho phép. Nhiều lần bị cáo gọi Văn để yêu cầu mang tiền về thì Văn nói vợ Văn đang đi bệnh viện nên sẽ đến lấy sau. Khi vợ Văn mất, bị cáo kêu Văn qua nhận lại thì Văn hẹn lấy sau vì đang giải quyết một số việc. Nhiều lần sau đó, bị cáo gọi Văn nhưng không qua lấy.
Theo bị cáo Nhàn, lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn liên quan đến bị cáo là chưa trung thực, khách quan. Văn nói nhờ bị cáo gặp Trương Mỹ Lan để tìm cách giải quyết khoản vay của nhóm 71 khách hàng tại cùng địa chỉ 40 Nguyễn Thị Minh Khai. Bị cáo không biết Trương Mỹ Lan cho đến khi Văn nhờ bị cáo đi gặp hai lần. Cả hai lần gặp Trương Mỹ Lan đều trước khi nhận lệnh của lãnh đạo về thanh tra nhóm 71 khách hàng này. Bị cáo Nhàn khẳng định bị cáo Văn đã chủ động mang tiền đến nhà bị cáo và điều này nằm ngoài suy nghĩ của bị cáo. Bị cáo không yêu cầu Văn đưa tiền và đã báo cáo trung thực kết quả thanh tra tại SCB. Với tư cách trưởng đoàn, bị cáo tuân thủ quy định về thanh tra, nguyên tắc làm việc công khai, minh bạch để làm tốt nhiệm vụ. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo phạm tội để có phán quyết thấu tình đạt lý. Bên cạnh đó, chồng của bị cáo Trương Huệ Vân khắc phục thêm cho vợ 2 tỷ đồng. Ngoài ra, trong buổi chiều nay, ngày 2 tháng 4, khi bào chữa bổ sung cho bị cáo Trương Huệ Vân, luật sư cho biết chồng của Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, đóng tiền khắc phục hậu quả cho vợ thêm 2 tỷ đồng. Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc giúp sức chiếm đoạt của SCB 1.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Vân đã khắc phục 1 tỷ đồng. Luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Vân từ 19 đến 20 năm tù. Quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày muốn dùng 1.350 tỷ đồng lấy được từ 1.000 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Cao Chí bồi thường cho bị cáo và 350 triệu đồng từ một cá nhân hoàn trả để khắc phục hậu quả cho Trương Huệ Vân. Trong phiên xử cùng ngày, tức là sáng ngày 2 tháng 4 2024, chủ tọa nói về lá thư của CEO tập đoàn tỷ phú Lý Gia Thành. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục tranh luận lại quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần bào chữa, luật sư Văn Hồng Thanh nói thêm về lá thư của tiến sĩ Justin Chiu, giám đốc điều hành của tập đoàn CK Asset Holding Limited, tức là thuộc Hồng Kông Trung Quốc, đã gửi tới tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 3. Luật sư Thanh nói ngày 13 tháng 4 2022, ông Justin Chiu, đại diện của tập đoàn nói trên, và ông Lee Hao, đại diện của tập đoàn ORIX Nhật Bản, và Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hai tập đoàn này bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt, thì ngày 27 tháng 3, ông Justin Chiu viết thư gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà Trương Mỹ Lan. Tại phần tranh luận ngày 1 tháng 4, luật sư Phan Trung Hoài, luật sư cũng là một luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, cũng đã đề cập đến lá thư này. Nhưng luật sư này cho biết thêm về nội dung về việc đề xuất một giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức là Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho biết lá thư này chưa được họp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa. Chủ tọa nhắc nhở luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan không đề cập đến lá thư này, tránh để báo chí hiểu nhầm, truyền thông sai. Về tranh luận quay quanh việc đấu giá dự án mũi đèn đỏ, Viện Kiểm sát đánh giá các luật sư đưa chứng cứ thẩm định của Saville là không phù hợp vì chứng cứ này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng giá trị của mũi đèn đỏ
trong chứng thư của Saville là hơn 180.000 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2020, công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú thẩm định mũi đèn đỏ là 151.000 tỷ đồng. Nhưng hai thẩm định viên này của công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú là Trần Tấn Hải và Trần Thị Kim Ngân đã bị bắt trong vụ án này với cáo buộc là nâng khống giá trị tài sản và ký lùi ngày chứng thư thẩm định. Tại phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Trần Tấn Hải xác định nâng khống khoảng 20%. Như vậy, theo luật sư, giá trị thật của mũi đèn đỏ nếu không bị nâng khống là khoảng 125.000 tỷ đồng. Theo luật sư, ngoài ra, tháng 6 năm 2021, công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam, viết tắt là VAE, định giá mũi đèn đỏ là 168.000 tỷ đồng. Từ đó, luật sư cho rằng, qua đây có thể thấy ba doanh nghiệp thẩm định giá mũi đèn đỏ đều gấp 6 đến 9 lần là giá trị thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân. Luật sư Văn Hồng Thanh đặt câu hỏi pháp lý của chứng thư nào có giá trị cao hơn. Trong phần tranh luận của Viện Kiểm sát vào sáng ngày hôm qua, tức là ngày 1 tháng 4, cơ quan công tố đã cho rằng để xác định hậu quả thiệt hại, Viện Kiểm sát không căn cứ kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân để xác định hoàn toàn thiệt hại mà áp dụng nhiều biện pháp. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, tức là cựu phó tổng giám đốc SCB, đặt câu hỏi, Viện Kiểm sát nói không dùng kết quả định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân mà dùng các biện pháp khác, vậy biện pháp khác là biện pháp nào? Theo luật sư, tính nhất quán và xuyên suốt của nguyên tắc có lợi cho bị cáo là chưa được áp dụng triệt để. Tại tòa, nhiều bị cáo cùng các luật sư bào chữa cho rằng việc định giá các tài sản trong vụ án đã xác định thiệt hại đang quá thấp, mong tòa xem xét. Theo đó, công ty thẩm định giá Hoàng Quân mới định giá 726 trên 1.166 mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB. Số còn lại công ty thẩm định giá Hoàng Quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý. Về một trong một diễn biến khác thì gia đình bị cáo Nguyễn Cao Chí đã khắc phục hậu quả thêm 61 tỷ đồng. Tại tòa, luật sư cho biết, sau gần một tháng xét xử vụ án, trong sáng này, tức là ngày 2 tháng 4, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Chí đã khắc phục hậu quả thêm 61 tỷ đồng. Sáng ngày 1 tháng 4, vụ án xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo đã bước sang ngày thứ 18. Tức là sang tuần thứ 5. Đó đáp lại với quan điểm của luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Viện kiểm sát khẳng định chi tố bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham mô tài sản là có căn cứ. Trước đó, tại phiên tòa ngày 28 tháng 3 đã kết thúc phần bào chữa của các luật sư đối với các bị cáo, cũng như phần bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. 85 bị cáo đều nhận tội, đề nghị hội đồng xét xử khoan hồng có mức án nhẹ hơn viện kiểm sát đề nghị. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị xem xét lại toàn bộ hành vi tội danh đã chi tố. Mở đầu phiên tòa sáng nay, tức là ngày 1 tháng 4 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư của các bị cáo, tự bào chữa bổ sung và quan điểm bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan. Liên quan đến việc đánh giá thiệt hại, một số luật sư cho rằng cần trưng cầu giám định theo đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, chứ không dùng kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân. Theo Viện Kiểm sát, thiệt hại của vụ án không chỉ được xác định bằng trưng cầu định giá trong tố tụng hình sự, mà còn có thể áp dụng các biện pháp khác
để xác định hậu quả, không căn cứ vào kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân để xác định hậu quả vụ án. Về ý kiến cho rằng bị cáo Lan đưa tài sản vào để tái cơ cấu SCB là người bị thiệt thòi, bị cáo có công ổn định sau khi SCB được hợp nhất. Đối đáp lại, viện kiểm sát nêu căn cứ vào kết quả phiên tòa, hành vi của bị cáo Lan là xuyên suốt. Bị cáo Lan sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho mục đích của mình. Việc đưa tài sản đảm bảo là phương thức thủ đoạn để rút tiền của SCB. Tài sản đảm bảo có thể rút ra hoặc hoán đổi bất cứ khi nào. Về áp dụng pháp luật để xác định tội danh, viện kiểm sát cho rằng xét về bản chất từ ngày 1 tháng 1 2012 đến khi cơ quan điều tra khởi tố, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn là chiếm đoạt của SCB thông qua vi phạm quy định ngân hàng. Đối với việc áp dụng tội tham mô tài sản, viện kiểm sát cho rằng pháp luật quy định tội tham mô tài sản áp dụng các tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 2018 nên hành vi của bị cáo Lan và đồng phạm đã cấu thành tội tham mô. Đối đáp ý kiến bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội tham mô, còn các bị cáo khác thì bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay, viện kiểm sát cho rằng kết quả điều tra xác định bị cáo Lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức. Các bị cáo khác về ý thức không biết mình giúp sức cho bị cáo Lan nên viện kiểm sát không đánh giá đây là đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan về tội tham mô tài sản mà chỉ truy tố về tội vi phạm quy định cho vay. Một số luật sư cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan không phải là chủ thể nên không phạm tội tham mô tài sản. Theo viện kiểm sát thì bị cáo Lan không phải là thành viên hội đồng quản trị. Tuy nhiên, nhận định đánh giá mà luật sư đưa ra là không đúng quy định của luật các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp. Qua kết quả điều tra, kết quả thẩm tra tại phiên tòa, bị cáo Lan có quyền chi phối mọi hoạt động tại SCB. Cụ thể, tài liệu điều tra đã thể hiện bị cáo Lan đã chi phối, có quyền quyết định đối với số cổ phần bị cáo nắm giữ lên tới 91% cổ phần SCB. Mọi biến động cổ phần SCB đều được sự chỉ đạo của bị cáo Lan. Trước đó, trong phần luận tội, viện kiểm sát đã đề nghị án tử hình đối với bị cáo Lan. Viện kiểm sát cũng đề nghị 4 án chung thân đối với Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Đỗ Thị Nhàn. Còn 80 bị cáo còn lại giúp sức Trương Mỹ Lan rút tiền SCB và bị cáo Nguyễn Cao Chí bị viện kiểm sát đề nghị tất cả bị cáo từ 3 năm tù treo cho đến 24 năm tù. Qua hai tuần bào chữa, đa số các bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan đều nhận tội, đều đưa thêm các tình tiết giảm nhẹ. Các bị cáo cho rằng chỉ đóng vai trò thứ yếu, làm công ăn lương, không hưởng lợi, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan nên đề nghị có mức án nhẹ hơn viện kiểm sát đề nghị. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận cáo buộc thao túng SCB, chiếm đoạt của SCB khoảng 498.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm tham mô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng tiền gốc, lãi trên dư nợ gốc hơn 129.000 tỷ đồng, vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại là 64.000 tỷ đồng. Trước đó, bào chữa cho Trương Mỹ Lan, các luật sư cho rằng về tội danh tham mô tài sản, chủ thể của tội danh này phải là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản tại SCB. Còn bị cáo Trương Mỹ Lan không thỏa mãn các điều kiện đối với tội danh này. Ngoài ra, về bản chất và hành vi của Trương Mỹ Lan được định là cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội xuyên suốt trong 10 năm nên tách ra hai tội ở hai thời điểm là chưa phù hợp. Đối với tội đưa hối lộ của bị cáo Lan, theo các luật sư, hiện chỉ có Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, khai đưa 5,2 triệu đô la cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra ngân hàng nhà nước.
bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu đô la từ Võ Tấn Hoàng Văn, không có căn cứ khác chứng minh bị cáo Lan đã chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu đô la cho Đỗ Thị Nhàn. Các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan qua tội đưa hối lộ,